nhận chủ yếu và nhiều nhất thì là các bé bị ung thư và các bé bị bệnh nặng. Khi mà các bạn ấy mệt mỏi ấy, các bạn ấy nhìn cái suất ăn ấy nó phải bắt mắt thì các bạn mới ăn được, tại vì cái tâm lý các bạn lúc đấy nó rất là kém. Thế nên là tiệm mình là luôn luôn là tìm hiểu những cái món ăn nó thật là đẹp mắt này, nó màu sắc một chút cho các con này, và nó phải đủ chất, đủ dinh dưỡng để cho khi mà các con nhận suất cơm ấy, các con ăn sẽ có một cảm giác thích ăn. Thường thì mỗi một cái suất cơm như này thì với tâm ý của chúng tôi ấy, thì sẽ là dành cho con và bố hoặc mẹ ăn cùng thì mới hết được cái suất cơm như vậy. Chứ một con thì không thể nào hết được một cái suất ăn gọi là thịnh soạn như thế. Tất cả những bạn mà chữa ung thư ấy, thì hầu hết là gia đình các bạn ấy kể cả trước đây có khá giả hay nào thì sau một thời gian cũng chẳng còn gì cả. Vì cái bệnh phải chữa quá lâu dài mà rất là tốn kém. Để mà cái sức của mình với mọi người thì nó cũng rất là nhỏ bé, cũng không thể giúp được quá nhiều cái lớn. Thế nên bọn mình sẽ cố gắng là giúp được các con những cái bữa cơm. Bạn ấy bây giờ luôn là nguồn động lực của anh làm tất cả các thứ. Chắc chắn là cơm chú Kiên là số 1 rồi. Ngoài người ta nấu cơm thì người ta buôn bán thì đôi khi các cái hàng trên thị trường đấy mình không biết đâu là cái vấn đề thực phẩm là tốt hay không ấy. Thế còn bên chú Kiên này, trong nhóm cơm của chú Kiên này thì các cái thực phẩm chú nấu nướng cho các con ăn ấy, nói chung là từ cốc canh, cơm, bánh, kẹo nó rất chi là ngon, mà có thể là chú cũng phải là tìm những cái sản phẩm tốt và ngon ấy để cho các con.